Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 tuần 26, trang 80-81, tập đọc Gavroche ngoài chiến lũy. Enjolras nói, chừng 15 phút nữa thì chiến lũy chúng ta không còn quá 10 viên đạn. Gavroche nghe rõ câu nói đó. Một lát sau, người ta thấy bóng cậu bé thấp thoáng ngoài đường phố dưới làn mưa đạn. Thì ra Gavroche đã lấy một cái giỏ đựng chai trong quán và ra khỏi chiến lũy. Nó dốc vào miệng giỏ những chiếc bao đầy đạn của bọn lính chết gần chiến lũy. Cậu làm trò gì đấy? Cút phay rắc hỏi. Em nhặt cho đầy giỏ đây. Cậu không thấy đạn réo à? Gavroche trả lời. Có chứ, nó rơi như mưa ấy. Nhưng làm sao nào? Cuốc phay rắc thét lên. Vào ngay! Tí ti thôi! Gavroche nói. Ngoài đường, lửa khói mịt mù. Điều đó rất có lợi cho Gavroche. Dưới màn khói và với thân hình bé nhỏ, cậu bé có thể tiến xa ra ngoài đường mà không ai trông thấy. Gavroche dốc 7-8 bao đạn đầu tiên, không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại phóc ra, tới lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ. Nghĩa Quân mắt không rời cậu bé, đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em nhanh hơn đạn, em chơi trò ưu tiên với cái chết một cách thật ghê rợn. Theo Hugo. Rồi thì tiếp theo các em sẽ đọc phần giải thích từ. Chiến lũy ở đây tức là tuyến phòng thủ được xây dựng kiên cố hoặc dựng tạm bằng các vật có tác dụng che đỡ như là bao cát, giường, tủ, bàn, ghế. Nghĩa quân là quân khởi nghĩa. Thiên thần là thần ở trên trời, thường được cho là rất đẹp và có nhiều phép lạ theo quan niệm xưa. Ưu tiên là trò chơi trốn tìm của trẻ em. Rồi bây giờ các em sẽ trả lời câu hỏi câu số 1. Gavroche ra ngoài chiến lũy để làm gì? Thì các em hãy đọc lại lời của Enjolras nói ở đoạn đầu. Enjolras nói, chừng 15 phút nữa thì chiến lũy chúng ta không còn quá 10 viên đạn. Thì các em thấy ở đoạn này, Enjolras nói là trong 10 phút nữa thì chiến lũy hết đạn chỉ còn không quá 10 viên. Thì như vậy, ở câu số 1 này, Gavroche ra ngoài chiến lũy để làm gì? Tức là sau khi mà cậu nghe Enjolras nói là sau 15 phút nữa thì không còn đạn thì cậu bé Gavroche đã ra ngoài chiến lũy để mà lượm đạn của bọn lính chết vừa chết đưa vào tiếp tế cho nghĩa quân. Như vậy thì Gavroche ra ngoài chuyến lũy để lượm đạn của bọn lính chết đưa vào tiếp tế cho nghĩa quân. Rồi tiếp theo câu số 2, những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Gavroche? Thì các em hãy đọc khoảng giữa của câu chuyện. Một lát sau, người ta thấy bóng cậu bé thấp thoáng ngoài đường phố dưới làn mưa đạn. Rồi ngoài đường, lửa khói mịt mù, điều đó rất có lợi cho Gavroche. Dưới màn khói với cái thân hình nhỏ bé nhỏ thì cậu đã tiến xa ra ngoài đường mà không ai trông thấy. Cậu đã nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào góc cửa rồi lại phóc ra. Tới lui dốc đạn các bao đạn và dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ. Thì đây là những cái chi tiết thể hiện cái lòng dũng cảm của cậu bé. Dù cho là mình phải chạy dưới làn mưa đạn nè, dưới làn đường ngoài đường thì khói mịt mù, cậu bé vẫn rất là dũng cảm để mà đi lượm lựu đạn. Như vậy thì câu số 2 các em trả lời như sau.
Những chi tiết sau đây thể hiện lòng dũng cảm của cậu. Bóng cậu thấp thoáng ngoài đường phố dưới làn mưa đạn. Ngoài đường khói lửa mịt mù, dưới màn khói cậu bé đã tiến ra xa ngoài đường. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa rồi lại phóc ra, tới lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ. Rồi tiếp theo câu số 3, vì sao tác giả nói Gavroche là một thiên thần? Thì các em hãy đọc đoạn. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em nhanh hơn đạn, em chơi trò ưu tiên với cái chết một cách thật ghê rợn. Thì như vậy tác giả nói Gavroche là một thiên thần vì em dũng cảm và như có phép lạ. Đạn bắn theo em đạn bắn theo em nhanh hơn đạn, em chơi trò ưu tiên với cái chết một cách thật ghê rợn. Thì đây là những cái điều mà cái lý do mà tại sao tác giả nói Gavroche là một thiên thần. Như vậy tác giả nói Gavroche là một thiên thần vì em dũng cảm và như có phép lạ. Đạn bắn theo em nhanh hơn đạn, em chơi trò ưu tiên với cái chết một cách thật ghê rợn. Rồi tiếp theo câu số 4 là nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Gavroche. Thì các em thấy hành động bất chấp nguy hiểm và tính mạng để xông pha nhặt đạn của Gavroche thì cho thấy được thì như vậy thì các em khiến cho các em có những cái suy nghĩ gì? Thì chúng ta thấy rằng ở đây Gavroche chỉ là một cái em bé sống lang thang trên đường phố, nhưng mà khi thấy nghĩa quân chiến đấu với bọn lính của chính quyền thì em đã đứng về phía nghĩa quân, tự nguyện đã tham gia chiến đấu là bằng cách là đi lượm đạn về tiếp tế cho nghĩa quân. Thì hành động của em nó thể hiện một cái tinh thần đó là dũng cảm tuyệt vời. Đây là một cái nhân vật rất đáng yêu trong tác phẩm. Những người khốn khổ của nhà văn Victor Hugo của nước Pháp. Như vậy thì các em sẽ nêu cái cảm nghĩ của mình. Gavroche chỉ là một em bé nghèo sống lang thang trên đường phố, nhưng khi thấy nghĩa quân chiến đấu với bọn lính của chính quyền, em đã đứng về phía nghĩa quân, tự nguyện tham gia chiến đấu bằng cách đi lượm đạn về tiếp thêm cho nghĩa quân. Hành động của em thể hiện một cái tinh thần dũng cảm tuyệt vời. Đây là một nhân vật rất đáng yêu trong tác phẩm Những người khốn khổ của nhà văn Victor Hugo của nước Pháp. Và cuối cùng là nội dung ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Gavroche. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.